Đầu tiên thì Minh Tuyền xin được nêu câu hỏi của anh Kháng ở An Thủy, An Quy, thành phố Bến Tre. Có đặt câu hỏi như sau: thưa diễn giả, trong nuôi tôm hiện nay thì lo ngại của tôi nhất là phèn và nước đục. Nó là một trong những nguyên nhân làm tăng chi phí nuôi. Cho tôi hỏi là quý diễn giả có giải pháp gì để xử lý hiệu quả và giảm chi phí hay không? Với câu hỏi của anh Kháng ở thành phố thì chúng tôi xin mời phần tư vấn của kỹ sư Quách Nhân Dịa. Xin được mời anh ạ. Xin chào chú anh Kháng ạ. Thì anh có hỏi hai cái vấn đề là cái vấn đề mà bị phèn ảnh hưởng và cái ao nước đục, thì để làm sao mà mình quản lý được cái hai yếu tố này để mà nó không làm tăng chi phí. Thì anh nên biết là trong quá trình nuôi thì vấn đề phèn thì nó nguồn gốc nó thường là từ do chất đất mình là nó tìm phèn tiềm tàng. Thì phèn thì mình biết là nó có nhiều loại, phèn là nhóm gốc sắt hay gốc đồng thì mình xác định, nhưng mà nó là phèn tiềm tàng trong đất thì nó có trong đất hoặc là có trên từ bờ ao, thì nếu mà ao bình thường. Còn nếu mà mình trong quá trình nuôi mình có sử dụng cái giếng khoan thì cái phèn nó trong giếng khoan nó vẫn có. Nên là anh lưu ý rằng trong quá trình mình nuôi thì cái điều kiện tốt nhất, nếu điều kiện mà cho phép thì mình nên sử dụng cái nước tầng mặt, cái nước những con kênh rạch con sông, mình không xài nước giếng ha. Coi như là phèn trong đất thì mình chứ trong quá trình mà cải tạo ao thì mình sử dụng các loại vôi để mình làm sao mà mình khử trong quá trình mình phơi ao cải tạo. Trong quá trình mình lấy nước vào thì mình sử dụng các loại Elita kết hợp với thiosulfat theo cái liệu hướng dẫn thì mình sẽ là trung hòa lại, thì coi như mình sẽ là loại được phèn. Trong quá trình mình nuôi thì phèn thì mình vậy, thì nếu mà có điều kiện thì mình sẽ là lót bạc bờ thì mình hạn chế được phèn ở từ trên ao chảy xuống. Và nếu mà mình không có điều kiện thì trong quá trình mưa thì mình cũng sử dụng các loại vôi thì mình sẽ là tạt để mà mình trung hòa nó. Định kỳ thì mình cũng kiểm tra, nếu có phèn thì mình sẽ sử dụng một số chế phẩm bán trên thị trường về giảm phèn, hạ phèn hoặc vi sinh mà xử lý phèn định kỳ để mà mình loại phèn nó ra. Còn vấn đề mà nước đục thì anh biết rằng là nước đục thì có nhiều nguyên nhân nước đục, mà thông thường thì nước đục chủ yếu là do mình ao là ao nuôi truyền thống, ao nuôi không có lót bạc hoặc chỉ lót bạc bờ thôi. Thì cái này nước đục thì do là hiện giờ là trong quá trình mình nuôi thì con tôm mình nó vận động, rồi nó ăn thì nó sẽ vận động nữa thì nó sẽ làm cho nước mình đục. Thì trong quá trình vậy thì nếu có điều kiện như tôi nói nãy á, ngoài cái bạc bờ hạn chế phèn nó trôi xuống thì nó cũng làm giảm cái phần nước đục trong quá trình mà nuôi tôm. Nước mưa chảy xuống thì cũng gây một phần đục. Nên phần đục đó là bà con anh nên hiện giờ sử dụng là kết hợp nhiều giải pháp, nhưng đặc biệt là lót bạc bờ thì cũng giảm độ đục. Và cái thứ hai nữa, trong quá trình hiện tại thì giờ cái giá tôm mà hiện giờ đang thấp như này thì mình cũng nên cân nhắc là cái size tôm để mình nuôi, và hiện giờ nên khuyến cáo là nuôi mật độ, giảm mật độ thấp lại. Thì bà con thông thường mình thì bà con mình thông thường khuyến cáo khoảng 80 đến 100 con tối thiểu, nhưng mà trong quá trình thực tế bà con mình nuôi hầu như là khoảng là trên 100 hết. Nên bà con trong quá trình này thì nếu mà bà con nuôi mà cho nhanh lớn như anh Rí mới nói nãy thì bà con nên giảm mật độ xuống khoảng 5-60 con một mét vuông thì nó cũng giảm đục, thì nó sẽ bớt một số cái rồi con tôm mình sẽ nhanh lớn hơn. Là đó là một số cái giải pháp để mà anh có thể áp dụng. Vâng ạ. Xin được cảm ơn kỹ sư của anh chị. Và với câu hỏi này thì không biết là anh Nguyễn Nhân Trí có bổ sung gì thêm ạ? Cũng xin kính chào bà con. Thì với cái câu hỏi này Nguyễn Trí cũng xin là chia sẻ chung thêm cùng với lại anh chị, kỹ sư chị. Thì đặc điểm cái vùng nuôi tôm đồng bằng sông Cửu Long của mình là nằm trên cái nền đất là phèn tiềm tàng. Và một điều nữa là chúng ta khai thác cái ao tôm nhiều năm, nhiều vụ, cho nên cái độ sâu của ao mình nó càng ngày càng thay đổi. Và càng ngày là cái lớp phèn tiềm tàng mình càng tiếp cận vô. Cho nên là cái trong nuôi tôm là cái khó khăn lớn nhất là cái kiểm soát phèn. Hiện giờ là Tâm Việt cũng giải quyết cái vấn đề đó rất là tốt thông qua cái công nghệ Onidufer trong các sản phẩm hạ phèn của Tâm Việt như là Benthos, Awacan, rồi Hiroka mà bà con đang sử dụng tốt ở dưới vùng nuôi. Và đặc biệt là đối với lại cái phần nước đục á, thì chúng ta nên làm một chuyện là chúng ta giảm mật độ nuôi là giảm nước đục. Tại vì tập tính của cái con tôm thẻ chân trắng là gì, là nó sống được ở 3 tầng nước nhưng mà nó hay bơi. Cho nên nếu mà cái mật độ cao, tải lượng cao con tôm lên nó cái nó hay bơi nhiều thì nó sẽ gây ra hiện tượng đục. Và trong đó là cái hiện diện của phèn cũng là một trong những gây ra đục. Cho nên bà con kiểm soát cái phần mà đục á thông qua mình kiểm soát phèn. Thứ hai nữa là trong các dòng vi sinh hiện giờ thì Tâm Việt cũng có những cái dòng
ví dụ là vi sinh 1011 hoặc là Aquasur gì đó, là những cái dòng đó thì khi mà chúng ta đánh xuống thì hoạt động vi sinh nó cũng giúp cho cái vấn đề đục trong ao nó giảm đi. Và bà con biết là cái phèn và cái đục trong nuôi tôm nó rất là nguy hại. Đó là nguyên nhân làm tăng chi phí của bà con lên, buộc bà con phải quýnh thuốc, tăng liều, cái vi sinh tăng liều, mọi thứ gì cũng tăng liều. Cho nên nếu mà chúng ta kiểm soát được phèn và đục trong cái ao nuôi tôm á, thì chúng ta sẽ giảm được cái chi phí. Và hiện giờ thì trên thị trường thì bà con cũng có một số bà con là có thói quen xài siêu lắng để giảm đục. Nhưng mà Tâm Việt thì không khuyến cáo chuyện đó. Tại vì nếu mà cái ao mà mình xài siêu lắng giảm đục thì nó không bền vững. Và muốn đi về sai lớn, mau lớn như mình mong muốn thì cũng khó. Cho nên Tâm Việt khuyến cáo bà con vẫn áp dụng quy trình sinh học. Đó là kiểm soát hạ phèn theo công nghệ Onyx Buffer của Tâm Việt, là như những dòng sản phẩm như Benthos, Aquacan, Hiduca và cấy vi sinh. Thì để cấy vi sinh được phèn tốt thì chúng ta sử dụng những dòng như 1011 Aquasur, chúng ta cấy vi sinh là cỡ chừng 5 giờ tới 6 giờ chiều thì chúng ta sẽ giảm được cái phèn đó. Và khi này đó là một trong những cái mà để giảm chi phí trong nuôi tôm. Dạ, xin cảm ơn phần chia sẻ vừa rồi của anh Nguyễn Nhân Trí, và xin cảm ơn anh Kháng đã có câu hỏi về chương trình, và xin chúc anh sẽ áp dụng thành công cái giải pháp mà anh Nguyễn Nhân Trí vừa chia sẻ cũng như là kỹ sư của anh chị chia sẻ nhé. Và tiếp theo thì Minh Tuyền nhận được câu hỏi của chú Nam Hưởng ở ấp Cả Nhỏ, xã Định Trung, Bình Đại, Bến Tre. Chú có đặt câu hỏi cho chương trình như sau: trong nuôi tôm thưa thì mật độ dưới 100 con trên 1 mét vuông, chi phí xử lý môi trường sợ sẽ tăng cao. Xin hỏi diễn giả thì quy trình Tâm Việt có những giải pháp gì để giảm chi phí hiệu quả hay không? Sau đây thì chương trình sẽ nhờ anh Nguyễn Nhân Trí sẽ nhắc lại một số giải pháp để giúp chú Nam Hưởng ở Bình Đại, Bến Tre. Xin chào chú Nam. Thì câu hỏi này của chú Nam thì cũng là câu hỏi băn khoăn của rất là nhiều bà con nuôi tôm. Khi mà cái Tâm Việt đưa ra đề xuất là chúng ta nuôi tôm mật độ vừa phải phù hợp, là tại vì cái đô của bà con nuôi hồi đó giờ là cứ nuôi là mật độ cao, cứ phải là dày thiệt là dày để thu hoạch. Nhưng mà cái hiện giờ bà con nếu mà chúng ta nuôi có mật độ cao á gì thì bà con thu tỉa bất cứ thời điểm nào bà con đều lỗ hết. Chỉ là mình nuôi một phát một mau lớn về sai lớn, đủ ngày tuổi thì mình mới có lời thôi. Cho nên là cái băn khoăn của bà con hiện giờ là khi mà nuôi mật độ thấp thì sợ tỷ lệ sống, rồi sợ là chi phí môi trường tăng. Cho nên Tâm Việt đã đưa ra giải pháp rất là trọn vẹn cho cái tình hình hiện tại, đó là gì? Là áp dụng quy trình cải tạo ao Benthos, xử lý cái Benthos mình lúc cải tạo ao để rải đáy để kiểm soát phèn và kiểm soát cái các dư lượng hóa chất, dư lượng thuốc xử lý môi trường để mình tăng tỷ lệ sống trong nuôi. Và thứ hai là áp dụng quy trình xử lý môi trường 3 lên si, là hạ phèn, giải độc, cái vi sinh, đánh khoáng theo cái quy trình Tâm Việt, thì cái chi phí bà con sẽ giảm lại rất nhiều. Và cũng khuyến cáo bà con luôn là nuôi tôm hiện giờ hạn chế sử dụng các loại mà thuốc dinh dưỡng, bất kỳ dinh dưỡng cứ tạt xuống ao, đó là làm tăng chi phí chứ không tăng hiệu quả, mà cứ tập trung vô hạ phèn và cái vi sinh là chính. Và cái đó là một trong những cái mà giúp cho bà con có thể là kiểm soát được cái chi phí, kiểm soát được rủi ro để nuôi tôm mau lớn về sai lớn mà thành công trong vụ này. Tại bà con phải, đây là cái quá trình sản xuất thu nhập của gia đình diễn ra, cho nên nếu mình treo ao hoặc là mình ngưng làm thì ảnh hưởng tới cái kinh tế gia đình. Cho nên mình phải làm, nhưng mà làm sao để tăng hiệu quả, giảm rủi ro và chọn cái hướng đi sao cho phù hợp nhất. Thầy Lý cũng xin chia sẻ là cái nghề tôm mình nó đi theo cái chu kỳ. Thì trước đây đối với cái nhiều năm trước đây á, là cái tình hình nuôi tôm sú nó cũng từng xảy ra cái khó khăn giống như vậy, là nuôi tôm bị khó khăn vì dịch bệnh mà giá thị trường lại thấp. Thì một số bà con nuôi tôm thì thời điểm đó là người ta sẽ chọn, người ta thả thưa vậy là để người ta quản lý nhẹ nhàng hơn. Nhưng mà may thay là sau cái thời điểm đó người ta nuôi tôm duy trì được cái tình hình sản xuất, người ta có tôm người ta thu, cải thiện kinh tế gia đình. Rồi khi mà tình hình thuận lợi lại, người ta bước tiếp người ta làm, người phát triển lên. Thì Lý cũng khuyến cáo bà con nên vậy, là nên duy trì cái sản xuất của mình để giúp ổn định kinh tế và nó duy trì. Chứ còn nếu mà bây giờ mình treo ao hay làm bất cứ gì thì cũng ảnh hưởng rất là nhiều. Dạ, xin cảm ơn anh Nguyễn Nhân Trí đã có thông tin đến chú Nam Hưởng ở Bình Đại, Bến Tre. Và tiếp theo chương trình thì Minh Tuyền có nhận được câu hỏi của chị Nguyễn Thị Hồng Diệp ở Bình Đại, Bến Tre. Có hỏi là có cách nào biết để loại thức ăn tốt
giúp tôm bao lớn để giảm chi phí hay không? Xin diễn giả hướng dẫn chi tiết về cách canh giá để cho ăn đúng. Cái câu hỏi này của chị thì Minh Tuyền sẽ được mời phần trả lời của kỹ sư Quách Văn chị ạ. Dạ, chào chị Tuyền ạ. Chỗ chị hỏi là chọn cách chọn thức ăn tốt để mà mình có sản phẩm tốt trong quá trình nuôi tôm. Thì chị biết là hiện giờ thì trên thị trường mình hiện giờ là có nhiều loại thức ăn. Nhưng mà đa số các loại thức ăn thì thông tin chị là hiện tại coi như là chất lượng nó gần tương đồng nhau. Thì cái này thì mình trong quá trình nuôi thì trên địa bàn của mình á, thì chị cũng thấy là các loại thức ăn là nó rất là nhiều, như của công ty CB, UB, Thăng Long hoặc Robert này, nói chung là những công ty đó thì chất lượng hiện giờ là gần như tương đồng. Nó chỉ xê xích nhau về độ đạm hoặc giá thôi. Thì các loại thức ăn đó thì tới nay coi như là chất lượng nó đều tốt. Thì trong quá trình mình quen sử dụng loại thức ăn nào thì mình sử dụng thức ăn đó thôi. Thì cách mà mình canh giá chị, thì cái này đối với từng loại tôm mình nuôi thì cách canh giá thì khi mà tôm thả, nếu phương thức nuôi truyền thống thì nuôi từ ngày thả tới khoảng 20 ngày thì tôm nó bắt đầu là ăn nhá mạnh. Thì lúc đó mình sẽ là đặt sàn để mình canh nhá. Thì giả sử như mình nuôi tôm thẻ và tôm sú thì mình đặt là lúc đầu là mình đặt khoảng là 3 gram trên 1 kg. Thì thời gian đặt thì tùy theo ao lớn nhỏ. Thì cái này giả sử như ao 1.000 m² thì chỉ có khả năng là lúc đầu hiện giờ là mình đặt là 5 gram trên 1 kg, thì thời gian thăm nhá mình khoảng là 2 tiếng. Và trong quá trình nuôi thì mình sẽ giảm dần thời gian thăm sàn, thăm nhá xuống và tăng lượng thức ăn lên. Thì thông thường thì mình nuôi tới về thăm tăng lượng mà sàn thì tùy theo cái kinh nghiệm người nuôi. Mà tôi thấy hiện giờ là mình tăng lên có khả năng là tới 7 gram, 10 gram tùy theo cái sức ăn. Nhưng cái này canh nhá là một phương pháp để quản lý và kiểm soát chất lượng tôm trong quá trình nó sử dụng thức ăn. Còn cái vấn đề canh nhá này á, để mình canh lượng thức ăn thì mình cũng phải kiểm soát cái vấn đề mà tăng trọng của con tôm và cái tỷ lệ sống con tôm trong ao mình, để mình tính lượng thức ăn làm sao cho hợp lý. Chứ còn hiện giờ cái này là phải kết hợp nhiều cái phần kinh nghiệm và cái phần nhá. Chứ nếu mình canh phần nhá không thì mình không biết lượng tôm mình tỷ lệ sống như nào, trọng lượng như thế nào, mà mình cứ canh theo ba rem thì nhiều khi mình canh không đúng. Nên hiện giờ là mình nếu mà có kinh nghiệm rồi thì mình phải canh nó vừa canh sàn và canh theo trọng lượng tôm thì mình sẽ cho ăn nó hợp lý hơn chị ha. Dạ, xin cảm ơn kỹ sư Quách Văn Chị với phần trả lời vừa rồi. Và xin được cảm ơn chị Nguyễn Thị Hồng Diệp ở Bến Đại Bến Tre đã có câu hỏi gửi về chương trình. Và tiếp theo thì Minh Tuyền nhận được câu hỏi của một vị khán giả cũng ở khá là xa, cũng là một tỉnh là có diện tích nuôi tôm khá cao. Đó chính là anh Tuấn ở Cầu Làng Cá, thị trấn Cái Đôi Dàm, huyện Phú Tân, Cà Mau, có đặt câu hỏi về chương trình như sau. Trong nuôi tôm, ao công nghệ cao hiện nay thì nan giải nhất là nấm xuất hiện khá thường xuyên trong ao, và đó là nguyên nhân chính làm tăng chi phí nuôi. Xin diễn giải chương trình cho giải pháp để khắc phục tình trạng này. Với câu hỏi này của anh thì chương trình xin mời phần tư vấn của anh Nguyễn Nhân Rí. Dạ, xin mời anh. Rí xin chào anh Tuấn. Thì Rí cũng chia sẻ thêm thì thực sự là thật lòng mà nói thì trong ao công nghệ cao hiện giờ là vấn đề nấm là vấn đề thường xuyên là nan giải đối với lại bà con nuôi tôm, tại nó là cái nguyên nhân gây ra là cái tôm nó bị bệnh phân trắng, là nguyên nhân gây ra chậm lớn, rồi là nguyên nhân gây ra nhiều vấn đề về gan tụy, đặc biệt là trong mùa mưa này nấm xuất hiện nhiều thì có hiện tượng là sẽ tôm sẽ bị rớt sau những cơn mưa rất nhiều. Cho nên việc kiểm soát nấm hiện giờ là một trong những cái vấn đề cực kỳ quan trọng. Mà hiện giờ thì ở trong ao bạc thì bà con á, cái thuốc mà mình đánh mình xử lý nấm mà thì nó cũng có rất nhiều, nhưng mà cái vấn đề phòng thì nó không được. Tại đa phần những cái chế phẩm xử lý nấm là nó nằm ở trong hóa chất diệt khuẩn diệt nấm, cho nên khi mà chúng ta đánh nó thường xuyên thì sẽ ảnh hưởng tới cái lượng vi sinh trong ao. Thứ hai nữa là chúng ta kiểm soát nấm ở đầu vào là ở ao sẵn sàng. Thì khi mà chúng ta không làm tốt cái khâu kiểm soát nấm ở đầu vào thì cũng sau khi chúng ta xử lý nước nấm ở trong ao nuôi rồi chúng ta cấp nước vô nó cũng bị nấm. Cho nên vấn đề này chúng ta phải làm song song hai việc, đó là kiểm soát nấm ở chất lượng nước đầu vào và kiểm soát nấm ở trong cái ao nuôi kết hợp với cái vi sinh cho nó hiệu quả. Thì ở Tâm Việt cũng có giải pháp rất rõ ràng trong cái vấn đề kiểm soát cái nấm trong ao bạc để duy trì cái nuôi ổn định trong số chuồng nuôi. Đó là quy trình Benthot thay thế cái thuốc tím và cái bắc ở trong cái giai đoạn ở ao lắng thô và đường xử lý nước nhanh để xử lý cái phèn và cái nước đục.
Và khi chúng ta cấp nước vô là chúng ta có thể sử dụng chlorine dioxide hoặc là cái chlorine để chúng ta đánh khử. Và cái dòng chế phẩm thứ hai nữa là Tâm Việt có cái dòng sản phẩm là DK9102. Thì đây là sản phẩm là được rất là nhiều cái farm nuôi ở từ Bạc Liêu, Cà Mau, Sóc Trăng rất là ưng ý. Là đây là một cái chế phẩm mà hữu cơ, mà khi mà mình đánh xử lý vô trong cái ao nuôi thì nó không ảnh hưởng tới vi sinh có lợi. Nó kiểm soát hoàn toàn cái nấm ở trong ao nuôi và kích thích vi sinh vật có lợi phát triển. Thì trong thời gian qua thì cái dòng sản phẩm này đưa vô những cái farm lớn, người ta nuôi là hàng chục thậm chí hàng trăm ao mà áp dụng cái này thì rất là im, là tôm nó ổn phát triển từ nhỏ tới lớn luôn, không ảnh hưởng bởi nấm. Và cũng nhờ đó mà cái tốc độ tôm nó lớn, rồi cũng vấn đề phân trắng cũng kiểm soát được khá ổn trong cái hệ thống vừa rồi. Thì cũng đôi lời chia sẻ cùng với anh Tuấn. Dạ, xin được cảm ơn anh Nguyễn Nhân Rí và xin được cảm ơn các câu hỏi của bà con đã gửi về chương trình. Quý vị và bà con thân mến, chúng ta đang theo dõi chương trình tọa đàm tư vấn nuôi trồng thủy sản. Chương trình do Đài Phát thanh Truyền hình Bến Tre phối hợp cùng với Công ty trách nhiệm hữu hạn thủy sản Tâm Việt thực hiện. Chương trình đang được phát trực tuyến trên kênh YouTube của Đài Phát thanh Truyền hình Bến Tre, fanpage Đài Phát thanh Truyền hình Bến Tre và được chia sẻ lại trên trang fanpage của Công ty trách nhiệm hữu hạn thủy sản Tâm Việt. Và thưa kỹ sư Quách Nhân Dị, hiện nay thì ngoài việc mà nuôi tôm theo ứng dụng công nghệ cao, nuôi theo ao nuôi trải bạc thì nhiều bà con cũng còn vận dụng là nuôi ao đất truyền thống. Vậy thì thưa anh, việc nuôi ao đất so với những ao khác thì có những ưu nhược điểm như thế nào ạ? Xin chào. Chúng ta đã biết thì cái phong trào nuôi tôm của chúng ta coi như là phát triển cũng khá lâu, mà coi như là nuôi tôm rất là nhỏ lẻ, manh mún ha. Thì Bến Tre cũng như các tỉnh khác thôi, thì tỷ lệ nuôi ao truyền thống hiện tại nó còn khoảng là hơn 80%. Thì từ đó thì chúng ta thấy hiện giờ là nghề nuôi mình đang chuyển dần sang hướng là nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao, coi như là ao chuyển sang là ao lót bạc. Có những ao coi như là lót một phần hoặc là lót toàn bộ. Thì coi như là hiện tại thì vấn đề nuôi nhỏ lẻ, nuôi truyền thống còn rất là nhiều. Thì đối với nuôi truyền thống á, thì có những lợi thế gì so với nuôi công nghệ cao? Chúng ta thấy là nuôi ao đất truyền thống á, thì cái chi phí đầu vào coi như là xây dựng ao hồ hệ thống đầu nó thấp. 1 hectare thì nếu xây dựng ao truyền thống nó trung bình khoảng từ khoảng là 70 triệu đến 100 triệu thôi. Thì đó là chi phí thấp đầu vào. Cái hai thì chúng ta thấy vấn đề này thì coi như là hầu như đa số các hộ nuôi, người nuôi mình là thực hiện dễ dàng, do là hiện giờ nó cũng là dễ thực hiện. Hay thì coi như là đa số là hộ nuôi mình là áp dụng thực hiện được cái ao này. Cái thứ ba thì đối với nuôi ao đất á, thì mình tận dụng được cái môi trường tự nhiên, nuôi cũng thân thiện với môi trường, coi như tác động về các yếu tố kỹ thuật, về cái một số loại hóa chất sản phẩm, coi như là trong quá trình nuôi thì coi như là mình tận dụng điều kiện tự nhiên mà mình tác động vô nó cũng là ít. Cái thứ tư thì chúng ta cũng thấy là đối truyền thống á, thì cái vấn đề mà đầu tư về cái các trang thiết bị khoa học công nghệ coi như là cũng ít, nên là mình thấy là đối với nuôi ao truyền thống là các đầu tư vào thì coi như là hầu như là nó rất là đơn giản. Thì đối với ao truyền thống mình thấy nó có một số ưu điểm vậy, nhưng mình thấy ngược lại hiện giờ mình thấy là do là hiện giờ đầu tư vậy thì cái rủi ro, mình nói đầu tiên là cái rủi ro trong quá trình nuôi thì thời gian nuôi thì nó kéo dài, mà càng về sau đặc biệt là rủi ro về sau này thì cái ao truyền thống là bộc lộ nhiều nhược điểm, là cái vấn đề mà mầm bệnh lưu truyền trong ao gây khó khăn trong vấn đề quản lý. Vậy thì hiện giờ coi như là mầm bệnh càng ngày càng tăng, vấn đề quản lý mầm bệnh nó khó khăn. Vấn đề nữa thì khi mầm bệnh khó khăn, môi trường ô nhiễm, vậy thì nó kéo theo là cái sản lượng tôm nuôi nó càng ngày càng giảm. Coi như lúc đầu giả sử như mình nuôi tôm sú là sản lượng trung bình 1 hectare nó tầm khoảng 5-6 tấn hectare, thì bây giờ hiện giờ nuôi hiện giờ nếu đạt thì cũng được, nhưng mà hiện giờ là tỷ lệ ao thành công nó giảm dần ha. Còn đối tôm thẻ thì mình thấy là hiện giờ là cái sản lượng nó giảm, và vậy thì nó kéo theo là cái nhược điểm là hiện giờ cái hiệu quả nuôi của truyền thống nó càng ngày càng giảm. Thì mình thấy là cái ưu điểm nó cũng có, nhưng mà cái nhược điểm hiện tại là nuôi rất là khó khăn, nên bà con mình nếu có điều kiện thì mình cũng chuyển dần sang nuôi công nghệ cao, nhưng mà mình chuyển dần theo tùy theo cái năng lực quản lý rồi điều kiện kinh tế mình có nhà vốn á, thì mình chuyển dần và mình chuyển từ từ sang mà làm sao là nuôi cái đầu tư công nghệ, nuôi ứng dụng thì nó sẽ quản lý tốt hơn môi trường. Đó là một số cái ưu và nhược điểm so với mô hình nuôi mà hiện tại là nuôi công nghệ cao. Thì nuôi truyền thống thì mình thấy là
bây giờ mình nên chuyển dần. Đó là một số cái ưu và nhược điểm. Dạ ngài, xin cảm ơn kỹ sư Quốc Nhân Chị với những thông tin vừa rồi. Và thưa anh Nguyễn Văn Rí, với những phân tích vừa rồi về ưu nhược điểm của ao đất, thì theo anh thì bà con nuôi ao đất thì chúng ta có cơ hội để giảm chi phí không ạ? Kính thưa bà con, thì cũng cảm ơn những cái chia sẻ của anh chị. Thì bản thân là một cái doanh nghiệp chuyên về giải pháp cho bà con, thì các vấn đề khó khăn tâm việc phải giải quyết được, và không những giải quyết được mà phải làm tốt cái chuyện đó để công ty phát triển và đồng hành cùng bà con. Thì hiện giờ á, cũng biết là trong cái nuôi ao bạc á, ao đất á, nó tiềm ẩn nhiều cái rủi ro lắm, nhiều cái vấn đề như là ô nhiễm, rồi cái dịch bệnh nó dây dưa, rồi kể cả những cái chi phí về phèn, về kim loại nặng. Thì Tâm Việt đã xây dựng hoàn hảo cái quy trình cải tạo ao benthos, là chúng ta đưa cái benthos đó xuống rải đáy ao để chúng ta hấp thu phèn, kim loại nặng, rồi xử lý các dư lượng hóa chất tồn dư, thì giúp cho cái môi trường ao nuôi mình tái tạo trở lại và giúp phục hồi cái vi sinh vật có lại. Thì đó là một trong những cách mà Tâm Việt đã hướng đi. Thứ hai nữa là Tâm Việt cũng đưa ra rõ ràng luôn cái trong cái quản lý môi trường nuôi tôm là theo cái quy trình Balancy, đó là hạ phèn, giải độc, cái vi sinh, đánh khoáng, là bốn vấn đề cốt lõi trong nuôi tôm. Chúng ta làm tốt bao nhiêu đó thôi là được rồi, chứ còn những cái vấn đề như tạc kháng sinh hay là tạc thảo dược xuống ao tôm để phòng bệnh, đó là cái điều không cần thiết. Và trong nuôi tôm hiện giờ là cái quản lý chính khi mà chúng ta áp dụng quy trình Balancy là kiểm soát được cái pH trong nuôi tôm thông qua cái chế phẩm là pH control và vi sinh. Thì đó là một trong những cái mà chúng ta làm cho ao đất nuôi tôm ngày càng bền vững hơn. Thì đối với lại Rí cũng chia sẻ luôn về cái nuôi tôm ao đất và ao bạc, thì thực sự ra thì nuôi ao công nghệ cao á, thì nó được cái là chúng ta kiểm soát cái phía bên trong á, là nuôi nó tốt, là chúng ta xử lý, nhưng mà cái chi phí xử lý nước nó rất nhiều và cái nhu cầu thay nước nhiều. Thứ hai nữa về ô nhiễm môi trường, thì đối với ao công nghệ cao thì cái lượng chất thải nó ô nhiễm nhiều hơn. Còn nếu mà nuôi ao mà truyền thống của mình á, thì cái ô nhiễm môi trường nó được hạn chế. Là bây giờ công nghệ vi sinh nó hiện đại, là các chất bùn hoa, chất hữu cơ người ta, nếu mà chúng ta áp dụng tốt thì nó sẽ bị tiêu hóa cũng cao. Và nếu mà thí dụ như sau này khi người ta nuôi mà cuối vụ rồi, người ta bơm bùn, lấy cái bùn nó lên, người ta đưa lên sân hay lên giường để người ta làm phân bón thì nó cũng tốt. Thì đó là một trong những cái mà phân tích hai bên. Nhưng mà tùy theo năng lực kinh tế của từng nhóm khách hàng, từng nhóm người nuôi mà chúng ta có thể theo ao công nghệ cao hay là ao đất. Nhưng mà có cái là bà con phải làm trong tình hình hiện tại giờ, là bà con phải là tìm hiểu cái thật kỹ về cái kỹ thuật nuôi, là mình phải tuân thủ quy trình kỹ thuật nuôi cho nó tốt để định hướng rõ ràng. Hồi xưa là mình không định hướng rõ ràng, chạy theo phong trào thôi, cứ thả mỗi ngày dày thêm để kiếm sản lượng. Nhưng bây giờ nuôi tôm phải chất lượng, nuôi tôm mau lớn, về size lớn mà tôm phải chất lượng, thì mình mới đáp ứng được cái nhu cầu thị trường, mới nâng cao giá trị gia tăng cho con tôm Việt Nam. Đó là chia sẻ về cái vấn đề này. Chân ngài xin cảm ơn những phần chia sẻ vừa rồi của anh Nguyễn Văn Rí. Và từ số điện thoại của chương trình 0275383500, chúng tôi vừa tiếp nhận câu hỏi của anh Nguyễn Văn Quà ở thành phố Bến Tre. Anh có hỏi rằng là phân trắng là bệnh mùa mưa hay nắng thì đều cũng có thể bị nhiễm. Xin diễn giải chương trình cho biết nguyên nhân vì sao và cách phòng trị như thế nào. Với câu hỏi của anh Hòa thì chương trình xin được mời phần tư vấn của kỹ sư Quốc Nhân Chị. Xin mời anh ạ. Xin chào anh Hòa. Anh Hòa, mình hỏi là bệnh phân trắng thì mùa nắng hay mùa mưa thì nó đều xuất hiện các anh. Thì thông tin anh thì chẳng những phân trắng mà một số bệnh khác bây giờ hiện giờ như bệnh đốm trắng hay là bệnh gan tụy cấp, thì coi như là các bệnh này hiện giờ là nó không theo mùa nữa, nhưng mà coi như là có xuất hiện mỗi năm, nhưng tùy theo cái thời điểm thời tiết mà nó xuất hiện nhiều hay ít. Coi như hiện giờ trong quá trình nuôi mình có khả năng là nó sẽ nhiễm, sẽ xuất hiện bệnh. Thì đối với bệnh phân trắng thì nó hiện tại thì có nhiều nguyên nhân, nhưng mà trong quá trình mình nuôi này thì có một số nguyên nhân mình cũng lướt qua nhưng mình có khả năng loại được. Thứ nhất là nguyên nhân là do sản phẩm thức ăn mình là có chứa nấm mốc. Thứ hai là do tảo. Thứ ba là do một số loại vi khuẩn. Hay coi như là hiện giờ một số loại cái nguyên nhân nữa. Nhưng mà trong quá trình nuôi thì mình thấy hiện giờ thời gian qua thì cái vấn đề mà thay đổi cái giao mùa
đặc biệt giai đoạn giao mùa thì thường là xuất hiện nhiều hơn. Thì mình nên lưu ý trong vấn đề giao mùa thì mình sẽ quản lý làm sao mà để phân trắng nó không phát triển. Thì cái phân trắng thì mình biết là nó là bệnh hiện tại, hiện giờ nguyên nhân chính thì cũng xác định chưa rõ ràng. Thì giờ hiện giờ trong quá trình mình nuôi chủ là phòng bệnh. Thì một số nguyên nhân như chỗ diễn giả, chỗ anh Rí nãy chia sẻ thì chỗ nấm đồng tiền hay là cái bệnh EHB nó cũng là một trong những nguyên nhân mà gây ra các bệnh này. Thì trong quá trình mình nuôi mình phải áp dụng các biện pháp tổng hợp để mình quản lý. Thì trong quá trình nuôi thì nên quản lý môi trường làm sao mà nó cho nó đảm bảo, đặc biệt là làm sao cho nó tốt nhất, tránh gây sốc cho con tôm mình. Và trong quá trình nuôi thì mình sử dụng một số loại sản phẩm, trong một số sản phẩm như là men đường ruột, men tiêu hóa hoặc là cái men vi sinh để mà hỗ trợ giúp cho hiện giờ cái đường ruột tôm mình nó tốt và nó kháng lại một số cái mà tác nhân để nó gây ra một số cái bệnh đường ruột, mà đặc biệt là phân trắng. Thì đó là bệnh phân trắng hiện tại là nguyên nhân chính. Thì báo anh hiện giờ là chưa có nguyên nhân chính là xác định nó từ đâu, mà thông thường là mình phải phòng. Và một số ao mà bị thì anh nên lưu ý là nếu mà trường hợp mà giai đoạn còn nhỏ, mình nên xem xét khả năng nếu mà trường hợp mình là thấy còn nhỏ mà nó không cứu được thì mình nên là bỏ cái bầy tôm đó, mình sẽ làm lại từ đầu. Chứ còn nếu mà bị phân trắng rồi mà anh theo nó thì khả năng hiện giờ nó lỗ rất là cao, có nghĩa hiện giờ nó gượng lại không nổi á. Thì những ao này mà anh nên hiện giờ là bỏ luôn. Những ao được thu hoạch được mà mình cho ăn bình thường, mình đừng giảm thức ăn, mình cho ăn lại luôn. Ăn mạnh lên thì khi nào mà con tôm mình hiện giờ nó ăn giảm lại thì lúc đó mình thu hoạch. Chứ hiện giờ nó bị phân trắng rồi thì cái thuốc trị hiện tại cũng rất là khó. Quan trọng mình phòng làm sao ao mình nó không xuất hiện phân trắng thì nó sẽ tốt hơn. Đó là một số cái nội dung mà tôi muốn chia sẻ cho anh Hòa. Vâng ạ, cũng sắp hết thời gian của chương trình. Còn một câu hỏi mà chương trình xin mời anh Nguyễn Văn Rí sẽ tư vấn giúp anh Đỗ Văn Trường. Qua fanpage của chương trình là anh có hỏi là nuôi tôm thường từ 20 đến 25 ngày thường bị lỏng ruột, có sản phẩm nào để ngăn ngừa hay không? Hàm lượng canxi và magie thấp, công ty có sản phẩm nào để xử lý hay không? Thì xin mời anh Nguyễn Văn Rí sẽ có phần tư vấn ngắn giúp anh ạ. Xin chào anh Trường. Rí cũng xin, do thời lượng thì Rí cũng xin trả lời nhanh câu hỏi này. Thì vấn đề tôm lỏng ruột á thì xuất hiện từ 20 tới 25 ngày là vấn đề thường xảy ra thường xuyên trong ao nuôi. Đó là nguyên nhân gây ra cái tảo xanh rồi khí độc cao mà trong giai đoạn trước tháng tuổi. Mà nếu chúng ta không kiểm soát khéo cái phần mà lỏng ruột này á thì trong cái mình nuôi nó sẽ dễ dẫn đến bị phân trắng và chậm lớn trong quá trình nuôi, dễ tôm bị mắc bệnh. Thì giải pháp tôm Việt hiện giờ có tôm bị lỏng ruột là do cái quá trình trao đổi chất và tiêu hóa của tôm kém. Thì hiện giờ là tâm Việt có cái bộ sản phẩm là Master Gym và Organic C10. Thì chúng ta kết hợp hai cái sản phẩm này vô thì cải thiện quá trình stress, cải thiện quá trình trao đổi chất và tăng cường tiêu hóa tôm. Thì vấn đề lỏng ruột của con tôm sẽ được giải quyết nhanh chóng và hiệu quả. Thậm chí chúng ta nên ăn cái bộ này suốt cái quá trình nuôi luôn để giảm FCA, tăng hiệu quả và đi đúng mục tiêu luôn là nuôi tôm mau lớn về size lớn. Còn vấn đề tăng canxi magie trong ao thấp thì Tâm Việt cũng có cái sản phẩm là Mastermin. Thì đây là sản phẩm là phối hợp tổng khoáng là canxi, kali, magie và các vi lượng. Thì chúng ta có thể sử dụng cái Mastermin này đưa vô trong quá trình nuôi thì sẽ tăng được hàm lượng canxi magie. Song song đó thì đối với canxi magie thì chúng ta cũng nên hạ phèn. Cái gì cũng chạy phải đầu từ cái kiểm soát phèn bằng cái Awacan, Hiduca gì đó, là sau đó chúng ta đánh khoáng Mastermin vô sẽ được tăng được cảm lượng mương canxi magie vô. Đó là chia sẻ của anh. Vâng ạ, xin cảm ơn anh Nguyễn Văn Rí. Và thưa bà con và quý khán giả, phần chia sẻ vừa rồi của anh Nguyễn Văn Rí, tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thủy sản Tâm Việt, đã kết thúc chương trình tọa đàm tư vấn thủy sản ngày hôm nay.